Bồ Đào Nha mất vé tranh vô địch Nation League. Thua Tây Ban Nha 0-1 tối ngày 27 tháng 9, Ronaldo và đồng đội tụt xuống thứ hai bảng A2, mất vé bán kết vào chính tay đối thủ ở Nation League 2022-2023. Khi thời gian chính thức còn 2 phút, Dani Carvajal tạt bóng về góc xa để Nicolas William đánh đầu chuyền ngang cho Alvaro Morata đệm chân trái vào lưới trống. Đây là lần đầu Tây Ban Nha thắng trên sân Bồ Đào Nha kể từ tháng 3 năm 1934, khi họ thắng 2-1 ở vòng loại World Cup với cú đúp của cố tiền đạo Isidro Langa. Kết quả 1-0 tại Braga giúp Tây Ban Nha soán đỉnh bảng từ 9 bại tướng với 11 điểm, hơn Bồ Đào Nha 1 điểm. Đội bóng dưới trướng Inter giành vé cuối vào vòng 4 đội tranh ngôi vô địch sau Italy, Hà Lan và Croatia. Hai trận bán kết Nations League mùa 2022-2023 sẽ diễn ra tại Hà Lan ngày 14 tháng 6 và ngày 15 tháng 6 năm 2023. Hai trận chung kết và tranh giải ba sẽ diễn ra ngày 18 tháng 6 năm 2023. So với trận thua Thụy Sĩ 1-2 cách đây ít ngày, huấn luyện viên Inter làm mới đội hình và chỉ giữ lại thủ thành Unai Simon, trung vệ Pau Torres cùng tiền đạo cánh Ferran Torres. Phía đối diện, Bồ Đào Nha đón Hao Cancelo trở lại, thay Diogo Dalot, người lập cú đúp trong trận thắng Cộng hòa Kiev 4-0. Cristiano Ronaldo tiếp tục đá chính và được hỗ trợ bởi bộ ba Bernardo Silva, Bruno Fernandes và Diogo Jota. Trong hiệp 1, Bồ Đào Nha chỉ cầm bóng 28% nhưng tạo nhiều cơ hội ngon ăn. Phút 23, Ruben Neves nã đại bác từ khoảng cách 25m khiến Simon buộc phải đẩy bóng giải nguy. 10 phút sau, đón đường chuyền của Fernandes, Jota đi bóng cắt ngang khung thành rồi dứt điểm về góc gần bị Simon cản phá. Ít phút sau, đến lượt Fernandes lỡ cơ hội khi sút từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi vào cạnh lưới. Phía đối diện, Tây Ban Nha cầm bóng 72%, nhưng không tạo được đột biến ở những đường chuyền quyết định và chỉ có hai cú sút chệch mục tiêu. Lần thứ hai Tây Ban Nha không thể sút trúng đích trong hiệp 1 ở hai trận liên tiếp trên mọi đấu trường kể từ tháng 5 năm 2006. Họ từng lập thành tích đáng buồn này hồi tháng 3 năm 2016, dưới trướng Vicente del Bosque. Thế trận tương tự tái hiện trong hiệp 2. Phút 47, Silva chọc khe để Ronaldo phá bẫy việt vị, xâm nhập vòng cấm nhưng cú đá chéo góc của anh không thắng được Simon. Phút 69, trong pha cố định, William Carvalho nhả ngược để Ruben Dias dứt điểm chéo góc bị cầu thủ Tây Ban Nha cản phá trước vạch gôn. 3 phút sau, Ronaldo lại lỡ cơ hội khi xử lý quá chậm trong vòng cấm và để Jose Gaya kịp lùi về truy cản. Trận này, Ronaldo đá trọn 90 phút nhưng chỉ chạm bóng 30 lần, chuyền thành công 82%, dứt điểm trúng đích 2 lần và không qua người lần nào. Tây Ban Nha chỉ đá tốt hơn từ phút 70 khi huấn luyện viên Inter làm mới toàn bộ hàng tiền vệ với Pedri và Gavi. Trước đó, Sergio Busquets đã vào thay Hugo Guillamon đầu hiệp 2. Morata và Nicolas William có liền hai cú sút từ ngoài vòng cấm trước khi Tây Ban Nha tìm được bàn quyết định ở phút 88. Morata đã ghi 13 bàn cho tuyển Tây Ban Nha trên mọi đấu trường, thành tích tốt nhất dưới thời Luis Enrique ngang Ferran Torres. Trong khi đó, ở tuổi 20 và 77 ngày, William là cầu thủ trẻ nhất kiến tạo trong trận đấu của Tây Ban Nha ở Nations League. Đây là lần thứ hai Tây Ban Nha vào bán kết Nations League sau khi về nhị chung cuộc mùa 2020-2021. Khi đó, họ thắng Italy 2-1 nhưng thua Pháp 1-2 ở chung kết bởi pha lập công tranh cãi của Kylian Mbappe. Diễn biến chính trận Bồ Đào Nha 0-1 Tây Ban Nha trên sân Braga ngày 27 tháng 9. Đội hình thi đấu: Bồ Đào Nha, Diogo Costa, Mendes, Dias, Felix 89, Danilo, Cancelo, Fernandes, Carvalho, Liu 78, Neves, Silva, Mario 73, Jota, Vitinha 78, Ronaldo. Tây Ban Nha: Simon, Carvajal, Guillamon, Busquets 46, Torres, Gaya, Soler, Pedri 60, Rodri, Koke, Gavi 60, Torres, William 73, Morata, Sarabia, Pino 60.